tìm hiểu về cái cách thức phát triển ở thị trường quốc tế. Đây, thực ra thì công ty cũng có những cái phương pháp để chúng ta có thể phát triển ở thị trường quốc tế. Ưu tiên cho các thị trường nào đang sử dụng ok. Rồi ạ. Một lát nữa Sơn sẽ đi vào cái nội dung chính. Ok ạ. Có rất rồi. Đầu tiên thì Sơn sẽ giới thiệu bản thân ạ. Sơn hiện tại đang là CEO của BC Solution. BC hiện tại đang là một startup phát triển rất là nhanh tại thị trường Việt Nam. Công ty được thành lập từ năm 2018, đến năm nay là năm bước sang năm thứ ba. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái tốc độ tăng trưởng rất là ấn tượng ở tại thị trường Việt Nam. Và cùng thời điểm này nè, so với năm ngoái thì chúng ta tăng trưởng khoảng 17 lần, đúng không? Sẽ có một cái bài báo nói về BC Solution ở trên một cái trang báo quốc tế sẽ nói về công ty của chúng ta. Và thì các anh chị có thể truy cập đến một cái trang khá là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. BC là một cái mô hình rất là mới, đúng không ạ? Một mô hình rất là mới. Và Sơn cũng làm việc với rất nhiều các quỹ đầu tư, các cái đối tác ở quốc tế, thì họ đều có đánh giá rằng là BC là một cái giải pháp rất mới. Hiện tại là cũng ở trên thế giới cũng có một số cái mô hình cũng có thể giống, nhưng nó chắc chắn là không thể giống 100% được. Và chúng ta đang triển khai một cái hình thức kinh doanh rất là sáng tạo. Thì thực ra cái này nó không phải là cái truyền thống của người Việt, đúng không ạ? Chúng ta thường hay là thấy rằng là người ở Việt Nam thì thường hay copy những cái mô hình kinh doanh từ nước ngoài để sau đó local hóa lại ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà BC thì mong muốn là làm một cái điều gì đó nó ngược lại, tức là chúng ta tạo ra một cái gì đó của người Việt Nam và sau đó xuất khẩu nó ra nước ngoài. Thì đây là một trong những cái tham vọng rất là lớn của công ty. Và cái việc này thì nó sẽ cần cái sự đóng góp của rất là nhiều anh chị, rất là nhiều người có kinh nghiệm để cùng nhau để chúng ta xây dựng một cái kế hoạch như vậy. Thì hôm nay thì Sơn sẽ trình bày về cái kế hoạch cái mô hình kinh doanh BC cũng như là cái kế hoạch mà mình sẽ phát triển cái hoạt động kinh doanh này ở nước ngoài như thế nào, đúng không ạ? Và thông qua đó thì các anh chị cũng sẽ hiểu được cái lý do tại sao mà BC cũng đã có một số cái kết quả thành công tại thị trường Việt Nam và liệu rằng nó có thể triển khai thành công ở tại những cái quốc gia khác hay không. Ok ạ. Thì đầu tiên thì Sơn cũng giới thiệu về BC một chút xíu. Thông tin về BC thì nó sẽ rất là available, rất là thuận tiện cho các anh chị trong có thể kiểm tra bằng có thể tìm hiểu bằng tiếng Việt các anh chị nhé. Tại vì chúng ta hoạt động khoảng 3 năm ở tại Việt Nam và hầu hết những cái thông tin về BC thì nó sẽ ở dạng ngôn ngữ tiếng Việt. Thành ra là nếu như mình cái khả năng tiếng Việt của mình tốt đó, thì mình có thể tìm hiểu khá là dễ dàng các cái thông tin của BC ở tại thị trường Việt Nam. Thì BC thành lập từ 2018 đến nay và có khoảng hơn 20.000 seller. Ở đây thì mình gọi là ở Việt Nam thì chúng ta gọi chung là đại lý và cộng tác viên, đúng không ạ? Và cái số lượng sản phẩm thì có hiện tại chúng ta có hơn 300 mặt hàng với khoảng gần 50 đơn vị cung cấp. Tốc độ thì nó đang tăng trưởng rất nhanh, 20% là nó đang là một cái con số mà nó khiêm tốn thôi. Nhưng mà thực tế có những tháng là doanh số có thể tăng gấp đôi. Và cái số lượng mà đơn hàng ở tại thị trường Việt Nam thì khoảng hơn 47.000 đơn hàng mỗi tháng và các cái giá trị đơn hàng của BC thì nó rất là cao. So với lại là thông thường thì nó sẽ vào khoảng Recording in là progress. hơn 2 triệu đồng là giá trị trung bình đơn hàng. Thì sẽ có rất là nhiều mặt hàng đó. Khi mà các anh chị nhìn vào đây thì nó có bao gồm các cái sản phẩm trong nước và các cái sản phẩm quốc tế.
Những cái thương hiệu này các anh chị có cảm thấy nó lạ không ạ? Một số thương hiệu thì có thể các anh chị biết một vài cái thương hiệu ở đây, đúng không? Như Lotte thì chắc chắn là có thể là các anh chị sẽ biết. Nhưng mà các cái thương hiệu ở đây thì nó tương đối là lạ, đúng không ạ? Thì BC là một cái mô hình như thế nào ạ? Tức là khi nói về BC á thì là nó giống như một cái sàn thương mại điện tử các anh chị. Khi mà triển khai cái mô hình kinh doanh này thì nó khá giống một cái mô hình thương mại điện tử. Nếu mà nói về thương mại điện tử thì gần như nước nào cũng có một cái trang thương mại điện tử riêng, đúng không các chị? Trang nào mình nước nào mình cũng có một cái trang thương mại điện tử, thì nó sẽ không có điểm gì đặc biệt nếu như chúng ta lại kinh doanh một cái mô hình thương mại điện tử. Thành ra là BC á, khi mà các chị nhìn vào đây thì các chị sẽ thấy những cái thương hiệu nó rất là lạ. Và BC thì chỉ là là thương mại điện tử, nhưng là mô hình thương mại điện tử tư vấn, tức là nó phục vụ cho một cái mảng thị trường mà các cái kênh thương mại điện tử thông thường họ chưa có triển khai kinh doanh. Tức là những cái sản phẩm nào mà nó sẽ cần tư vấn cái gì, ví dụ như mỹ phẩm thì chẳng hạn, đúng không? Mỹ phẩm thì khi mà Sơn nói như vậy thì có thể là một số anh chị sẽ phản biện là có cái mỹ phẩm là những cái sản phẩm nó rất là bình thường, có thể mua ở siêu thị, mua ở cửa hàng hoặc mua ở sàn thương mại điện tử thì nó không có gì đặc biệt đâu mà để mà phải là tư vấn, đúng không? Mà phải để tạo ra một cái sàn thương mại điện tử riêng cho cái dòng đó. Thực ra thì cái việc mà sử dụng mỹ phẩm ấy một cách nó đúng ấy thì không phải ai cũng làm, ai cũng chuẩn được anh chị nhé. Tại vì mỹ phẩm nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau trong cùng một bộ mỹ phẩm, và mỗi một cái làn da sẽ cần một cái cách sử dụng khác nhau. Tùy theo cái thói quen sinh hoạt, tùy theo cái tình trạng da thì mình sẽ phải sử dụng một cái loại mỹ phẩm, và ngay cả cái bước sử dụng nhé, rồi cái liều lượng sử dụng nhé, nó cũng phải khác nhau. Thành ra cái người khách hàng người ta sẽ thích hơn nếu như mà khi mà người ta mua cái sản phẩm đó có một cái người nào đó họ theo sát và hướng dẫn cái người khách hàng đó họ sử dụng. Thì thành ra là mỹ phẩm là một cái kênh, một cái sản phẩm mà hiện tại rất là nhiều công ty họ lựa chọn cái phương pháp là bán hàng trực tiếp, tức là mình sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng, và họ tuyển rất nhiều cộng tác viên, phân phối viên để mà tư vấn trực tiếp cho khách hàng, chứ người ta không chọn cái kênh online làm cái kênh chủ lực. Bên cạnh đó là mình có những cái sản phẩm như supplement thực phẩm chức năng, cũng có một số anh chị sẽ phản biện cái chỗ này, đúng không? Nhưng mà thực tế ra cái việc mà các anh chị chỉ mua thực phẩm chức năng, các anh chị sử dụng thôi nó không hiệu quả. Tức là không phải không hiệu quả nhưng mà nó không tối ưu được cái hiệu quả. Tại vì một người mà người ta mua các cái sản phẩm bổ sung sức khỏe, bảo vệ sức khỏe thì người ta cần phải có cả những cái thói quen sinh hoạt, tâm lý, nghỉ ngơi, đúng không? Đó là những cái yếu tố mà nó sẽ song song với lại cái việc là mình sử dụng cái sản phẩm đó. Thành ra mình chỉ uống thôi nó không hiệu quả, tại vì mình là nếu như mình vẫn thức khuya, mình vẫn thức khuya rồi mình stress rồi mình nhậu nhẹt, đúng không? Mình ăn uống nó không có đúng bữa, rồi ăn nhiều dầu mỡ chẳng hạn, vậy thì không thể nào nó khỏe được. Thành ra là khi mà sử dụng một cái sản phẩm thực phẩm chức năng thì nếu như có một cái người nào đó, đúng không? Họ hướng dẫn mình thêm, kết hợp cái thực phẩm đó với lại một cái chế độ nó hợp lý thì nó sẽ hiệu quả, đúng không ạ? Thì như vậy là nó cần cả một cái giải pháp. Ở đây nó không phải là chỉ là sản phẩm, nó cần cái giải pháp, thì như vậy nó cần tư vấn. Ngoài ra các anh chị sẽ thấy là có những cái sản phẩm nó sẽ không bán online, đúng không? Ví dụ như xe ô tô, đúng không? Các anh chị có bao giờ đặt xe ô tô xong rồi ship tận nhà không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Tại vì
cái sản phẩm đó nó đặc biệt là sao ạ? Bởi vì cái giá trị nó lớn và chúng ta cần cái cảm giác, đúng không? Chúng ta cần phải trải nghiệm và sẽ có cái người đó tư vấn cho mình. Cái yếu tố này rất là quan trọng. Rồi là bất động sản, đúng không? Mua nhà chúng ta phải đến tận nơi. Hoặc là bảo hiểm, đúng không? Bảo hiểm nhân thọ thì thông thường chúng ta vẫn mua qua một cái người tư vấn và họ sẽ có trách nhiệm, họ phải giải thích cho mình tất cả những cái điều khoản, đúng không? Rồi các sản phẩm tài chính, các sản phẩm dịch vụ, các anh chị có bao nhiêu sản phẩm mà các anh chị buộc phải nói chuyện với lại một cái khách hàng nào đó, một cái người tư vấn nào đó, rất nhiều, đúng không? Trong thực tế mình có rất nhiều, đặc biệt là những cái sản phẩm mà có giá trị cao. Rồi những cái sản phẩm công nghệ mới thì sao? Chúng ta đang sống trong cái thời kỳ 4.0, thành ra là nó có rất nhiều những cái công nghệ mới, công nghệ blockchain, đúng không? Công nghệ AI, big data, vân vân, có rất là nhiều những công nghệ mới. Nên thành ra là cũng sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm, đúng không? Nó sẽ ra đời và nó ứng dụng những công nghệ mới. Và như vậy thì là mình lại có cái thói quen là mình mua cái sản phẩm ở siêu thị, các cái cửa hàng. Những cái sản phẩm đó thì thông thường ấy là những cái sản phẩm mà nó đã quá quen thuộc với mình rồi, nó không ứng dụng những công nghệ mới gì cả, đúng không ạ? Thành ra khi mà mình tiếp cận một cái sản phẩm mới hơn, có thể cái công nghệ nó cao hơn thì cái giá thành nó cũng cao hơn, thì chúng ta cũng ngần ngại, và khi mà chúng ta mua về chúng ta chưa biết cách nó sử dụng sao cho nó hiệu quả, thì có phải là chúng ta sẽ cần một cái người tư vấn mà. Như vậy thì các cái sản phẩm đó nó rất là nhiều, đúng không ạ? Và nó cần một ai đó hỗ trợ khách hàng để người ta có thể tìm hiểu, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ mua trên mạng internet thôi, với cái thông tin rất là ít ỏi, và sẽ muốn nói một điều, bây giờ khách hàng người ta rất là lười đọc, đúng không? Người ta rất là lười đọc, người ta rất là ngại coi quảng cáo. Như vậy thì chỉ cần một cái mẫu quảng cáo hiện ra đúng 5 giây thôi, đúng không? YouTube họ cho khoảng 5 giây, thậm chí khoảng nhiều lắm là 15 giây, thì khách hàng sẽ skip cái quảng cáo đó và người ta sẽ không có hiểu. Trong vòng 15 giây đó làm sao khách hàng có thể hiểu được về cái sản phẩm, đúng không? Thì như vậy là rõ ràng nó cần một cái nó cần có một cái kênh để mà khách hàng người ta tìm hiểu sâu về sản phẩm. Thì VC thì kinh doanh những mặt hàng như vậy, và các cái sản phẩm, bên cạnh những cái sản phẩm mà độc đáo thì có những cái sản phẩm họ cũng đã thành công ở một số quốc gia, nhưng mà khi mà họ chuyển sang một cái thị trường mới họ là con số 0, anh vậy. Có thể họ thành công tại Mỹ nhưng mà khi về Việt Nam không ai biết đến họ cả. Hoặc là họ thành công tại Thái Lan nhưng mà khi mà qua qua một quốc gia khác chẳng hạn thì không ai biết họ cả. Như vậy thì cái việc mà họ đưa cái sản phẩm đó vào một quốc gia thì người ta tốn rất nhiều tiền để quảng cáo. Thay vì như vậy, đúng không? Thay vì như vậy họ có thể có một cái đội ngũ tư vấn, thì thông qua cái việc tư vấn thì khách hàng người ta sẽ hiểu rõ về cái sản phẩm và đưa ra quyết định lựa chọn nó dễ dàng. Thì đó cũng là một cái lợi thế của BC. Cho đó các anh chị có thể thấy ở đây những cái thương hiệu nó rất là mới. Tuy nhiên thì một số cái sản phẩm nó đã thành công ở một vài quốc gia rồi. Tuy nhiên thì nó chưa có tại Việt Nam. Tương tự thì ở các quốc gia khác, nếu mà chúng ta triển khai sang thì chúng ta cũng sẽ kinh doanh những cái mặt hàng như vậy. Thì cái lợi thế mà khi mà hợp tác với BSA ấy, thì BSA đưa ra một cái mô hình rất là độc đáo. Thực ra mà nói là độc đáo thì nó cũng không hẳn, đúng không? Mà Lộc Sơn Sơn dùng cái từ là nó phù hợp với cái thời điểm. Chúng ta chọn cái kinh doanh nó phù hợp với cái thời điểm, đúng không ạ? Dropshipping không phải là một cái cụm từ mới. Nếu mà chúng ta có kinh nghiệm kinh doanh online, dropshipping nó không mới. Shopify, đúng không ạ? Hay là Amazon, đúng không? FBA, đúng không? Nếu các anh chị đã từng kinh doanh online thì chắc là đã biết mấy cái khái niệm đó rồi. Tuy nhiên ấy, thì cái mô hình mà kinh doanh online ấy, thì không phải ai cũng làm được. Các anh chị đồng ý cái gì đó không? Nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều kỹ năng, từ cái việc là lựa chọn sản phẩm cho tới biết cách triển khai marketing, biết cách làm, đúng không? Như trên Shopify thì có phải tạo ra các cái store, các thứ nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Mình phải học những cái khóa học rồi phải đầu tư thời gian. Như vậy thì là gì? Mà giai đoạn hiện tại là gì? Có phải là cái việc mua bán, trao đổi sản phẩm, dịch vụ qua mạng nó đang rất là phát triển không?
Mà nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm thì rõ ràng chúng ta đứng ngoài cái cuộc chơi đó, đúng không? Đứng ngoài cuộc chơi đó, vì chúng ta cần cái công cụ đó anh chị, chúng ta cần cái công cụ để chúng ta khai thác. Thành ra là cái mô hình BC nó có một cái điểm đặc biệt rằng là nó thiết kế cái mô hình kinh doanh nó đơn giản hơn rất nhiều. Thế là Sơn sẽ phân tích cho các anh chị. Và cái điểm đặc biệt của dropshipping là không phải nhập hàng hóa. Thông thường khi mà các anh chị đi kinh doanh, ngay cả các anh chị làm dropshipping thông thường thôi, ở trên thế giới thôi, các anh chị vẫn phải đầu tư. Đầu tư ở đây là đầu tư chi phí marketing, và rất là nhiều chi phí marketing, đúng không ạ? Nhưng mà riêng với cái mô hình kinh doanh BC thì khi các anh chị tìm hiểu gần như nó không tốn chi phí gì cả. Gần như nó không tốn chi phí gì cả. Và nó đồng nghĩa với việc là không đầu tư nhiều thì nó sẽ không có rủi ro nhiều. Và ở đây thì mình chỉ cần có khách hàng thôi các anh chị. Với cái giai đoạn hiện tại là gì, các anh chị chỉ cần mang khách hàng đến cho doanh nghiệp thôi. Còn lại tất cả những việc còn lại doanh nghiệp người ta sẽ tự làm. Từ việc là giao hàng, từ việc thu tiền và tất cả mọi thứ. Sau đó là gì ạ? Sau đó là gì ạ? Sau đó là chuyển hoa hồng lại cho các anh chị. Thì với một cái mô hình kinh doanh này nó rất là phù hợp ở thời điểm hiện tại. Khi mà thứ nhất là internet phát triển, đúng không? Mọi người đều sử dụng điện thoại di động, đều kết nối internet. Tất cả mọi nơi trên thế giới là đều như thế, đúng không? Đặc biệt là gì ạ? Giai đoạn vừa rồi là nó trải qua một cái sự kiện, đó là Covid-19. Thì nó dẫn đến một câu chuyện là bây giờ cái việc mà người ta sử dụng internet nó còn nhiều hơn trước, đúng không? Thì cái cơ hội để mà kinh doanh qua mạng internet bây giờ là trở nên rõ ràng hơn trước nhiều. Đấy, thì thành ra là gì? Thì một cái mô hình kinh doanh như vậy thì nó sẽ rất là phù hợp trong thời điểm hiện tại, khi mà internet được phổ biến. Và cái thứ hai là gì? Cái giao hàng, đúng không? Các cái dịch vụ về vận chuyển, logistics, giao hàng nó cũng đang rất phát triển ở tất cả các quốc gia, đúng không ạ? Cái tốc độ giao hàng ngày càng nhanh hơn, và thậm chí là nhiều quốc gia bây giờ người ta còn áp dụng cả robot trong cái vấn đề giao hàng nữa. Thành ra cái tốc độ, cái việc mà mua sắm, cái trải nghiệm mua sắm online càng ngày nó được càng được cải thiện. Và chúng ta có rất là nhiều cái doanh nghiệp người ta đầu tư vào cái hệ sinh thái, đúng không? Người ta tạo ra cái sân chơi rồi. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta khai thác cái sân chơi đó? Thì như vậy thì chúng ta có những cái công cụ anh chị. Và nó rất là thuận lợi. Cái thứ hai là affiliate, là chúng ta có thể chúng ta có thể là gì? Kiếm tiền từ các cái hoạt động bán hàng và referral anh chị. Rồi, ok ạ. Ngoài ra thì giải bên cạnh cái việc là không tồn kho, không nhập hàng, thì BC cung cấp cho các anh chị một cái hệ thống quản lý, đúng không? Bằng công nghệ, và chúng ta có thể kiểm soát cái hoạt động kinh doanh của chúng ta trên điện thoại. Như vậy thì nó phụ Như vậy thì khi mà các anh chị kinh doanh ở BC thì các anh chị có thể vừa đi du lịch vừa đi vừa kinh doanh, hoặc là các anh chị làm có thể làm bất kỳ cái công việc gì đó trong lúc các anh chị kinh doanh BC, đúng không ạ? Và như vậy thì nó rất là tinh gọn, nó rất là thuận tiện, đúng không ạ? Mình có thể làm ở mọi lúc mọi nơi, đúng không? Như vậy thì nó rất là thuận lợi. Thì những cái vấn đề này thì hiện tại thì gần như là các cái ứng dụng về công nghệ nó có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong 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 cái hoạt động kinh doanh. Và chỉ cần một cái điện thoại các anh chị. Tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một cái. Ok. Ok, đang nó bị thiếu một cái slide. Rồi. Và ở đây chúng ta có một cái ứng dụng các anh chị. Sơn xin phép là xin phép Sơn đổi cái slide một tí. Có vẻ là cái slide này nó bị nhầm các anh chị. Ok rồi. Ok. Ok. Thì ở tại BC thì Sơn muốn giới thiệu một cái hệ thống, đó là cái hệ thống data center. Hệ thống data center tức là ở tại BC thì
Bên cạnh những cái yếu tố mà Sơn vừa mới nói là thứ nhất là hàng hóa mình không cần phải nhập, đúng không? Là chúng ta không cần mất nhiều vốn, kinh doanh nó rất là tinh gọn. Thì trong hoạt động kinh doanh nó còn một cái áp lực nữa, đó là áp lực tìm kiếm khách hàng, đúng không? Và như vậy thì chúng ta buộc phải có cái kinh nghiệm, đặc biệt trên môi trường online chúng ta phải có những cái kinh nghiệm để mà quảng cáo, sử dụng các công cụ online, đúng không? Thành ra là gì ạ? Lại quay lại câu chuyện là không phải ai cũng có thể tiếp cận được cái chuyện đó, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta cần gì ạ? Lại cần công cụ. Thì công cụ ở đây thì công ty thì BC cũng cung cấp cho người kinh doanh những cái công cụ, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho các anh chị trong giai đoạn đầu có thể mở rộng được cái thị trường kinh doanh rất nhanh cùng với công cụ này. Và cái này nó tạo ra cái sự độc đáo của BC, đúng không ạ? Đó là cái công cụ về công cụ data center. Công cụ data center là một cái công cụ hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, và có thể gọi nó, tức là Sơn có thể mô tả nó là giống như là gì, một Uber trong cái lĩnh vực marketing. Tức là chúng ta nói đến cái kinh tế chia sẻ, đúng không? Khi mà nói đến Uber chúng ta nói đến kinh tế chia sẻ, một cái khái niệm mà cái công ty đó nó đã giới thiệu ra toàn cầu, đúng không, trong cái lĩnh vực gọi xe. Rồi sau đó có Airbnb thì họ cũng cũng đưa ra cái khái niệm đó là kinh tế chia sẻ, trong cái việc là mình cho thuê các cái căn hộ, đúng không? À, thì ở tại BC ấy, các anh chị sẽ làm quen với một khái niệm đó là kinh tế chia sẻ với marketing. Đây là một khái niệm rất là mới. Tức là gì? Thay vì chúng ta tự làm marketing thì cái nguồn lực của chúng ta rất là ít và chúng ta không có nhiều kinh nghiệm, đúng không? Bây giờ để mà tự làm, để mà mình có thể là gì, bán hàng được trên mạng, đúng không, thì mình phải biết chạy quảng cáo Facebook nếu như cái thị trường chúng ta dùng Facebook. Nhưng bây giờ giả sử như mà chuyển sang Nhật Bản đi, có phải người ta đang sử dụng một cái mạng xã hội hoàn toàn khác, đúng không? Hoặc chuyển qua Hàn Quốc đi thì sẽ sử dụng một cái mạng xã hội khác, hoặc qua Trung Quốc là sử dụng một mạng xã hội khác. Thì mỗi một cái mạng xã hội như vậy, mỗi một cái môi trường như vậy, chúng ta phải có một cái kỹ năng riêng, đúng không? Vậy thì chúng ta mất bao lâu để mà chúng ta có thể học hết từng đó? Mà chưa kể là không chỉ có một mạng xã hội, đúng không? Ngoài Facebook ra chúng ta có TikTok, chúng ta có YouTube, chúng ta có Twitter, chúng ta có rất nhiều các mạng xã hội, Instagram vân vân. Thì làm sao mà bây giờ, đúng không, chúng ta có thể mà tiếp thu được hết tất cả những cái mạng xã hội đó? Rồi bên cạnh đó là gì? Ở những cái kênh quảng cáo thông qua các cái trang báo điện tử nữa, đó cũng là một cái kênh. Tại vì khách hàng của mình chưa chắc họ đã sử dụng Facebook mà người ta lại sử dụng, hoặc người ta chỉ đọc báo thôi, người ta chỉ sử dụng mạng internet để học đọc báo thôi, họ không có, người ta không có lên Facebook, đúng không? Hoặc là người ta không dùng Facebook mà người ta chỉ dùng là YouTube thôi. Thật ra nếu chúng ta chỉ quảng cáo trên Facebook thôi, chúng ta không quảng cáo YouTube thì chúng ta lọt mất khách hàng mục tiêu rồi, đúng không? Vậy thì rõ ràng cái câu chuyện này nó không dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Mình giỏi một kênh đã khó rồi, đằng này mình phải giỏi rất nhiều kênh, đúng không? Từ kể cả những cái kênh tìm kiếm nữa, đó cũng là một cái kênh để mà quảng cáo. Thành ra là cái cơ hội về kinh doanh online, nó không phù hợp với tất cả mọi người, đúng không? Nếu mà chúng ta vẫn làm theo cách truyền thống, thành ra chúng ta bây giờ chúng ta cần gì? Chúng ta cần công cụ anh chị, nhưng mà công nghệ nó giải quyết được câu chuyện đó. Thực ra đằng sau cái câu chuyện là kinh doanh về về kinh doanh về kinh doanh về thương mại điện tử, thì đằng sau cái câu chuyện đó là gì ạ? Hiện tại thế giới á, internet á, nó có một cái đặc điểm là nó không có phân chia mặt biên giới, và tất cả, đúng không, tất cả các cái cơ sở dữ liệu hiện tại nó giống như một cái dạng tài nguyên. Và thông qua internet á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận được tất cả các khách hàng mục tiêu của mình, và chúng ta gọi đó là dữ liệu khách hàng, đúng không? Và đây một cái bài báo rất nổi tiếng mà nó nói đến một điều rằng là dữ liệu khách hàng đang trở thành một cái nguồn tài nguyên, một cái nguồn tài nguyên quý giá nhất thế giới, đúng không? Vượt qua dầu mỏ, đúng chưa? Thì chúng ta thấy rằng là
thế giới mình đã có một khoảng thời gian rất là dài mà người ta gọi là gì, gọi là xảy ra rất là nhiều cái cuộc xung đột vì vấn đề dầu mỏ, nhưng mà bây giờ chúng ta đang đang sống trong một cái giai đoạn mới, một cái thế kỷ mới, khi các cái dữ liệu người dùng nó trở nên rất quan trọng. Và với những cái kinh nghiệm, với cái kỹ năng của hầu hết mọi người thì chúng ta đứng ngoài cái cuộc chơi này và chúng ta nhìn những cái doanh nghiệp lớn như là Amazon, như Uber, như Microsoft, Google, Facebook, đúng không? Tesla, những doanh nghiệp rất lớn. Họ là những cái giàn khoan, đúng không? Để họ khai thác toàn bộ cái cơ sở dữ liệu đó, và họ có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ các hoạt động đó. Nhưng mà chúng ta lại đứng ngoài cái cuộc chơi đó. Vậy thì có cách nào, đúng không? Thì cái công cụ data center giống như là một cái giàn khoan dầu. Nhưng mà nó chia cái cơ hội này cho nhiều người hơn, đúng không? Và đó là cái công cụ mà nó sẽ giúp chúng ta có thể tiếp cận khách hàng rất nhanh trong giai đoạn đầu khi mà công ty có kế hoạch mở sang cái thị trường mới. Ngay cả ở tại Việt Nam cũng bắt đầu đã có những cái, nhà nước cũng đã bắt đầu có những cái quan tâm đến cái dữ liệu khách hàng rồi, còn trên thế giới thì cực kỳ các quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, đúng không? Trung Quốc, một số quốc gia hiện tại họ làm rất chặt về cái vấn đề đó là dữ liệu người dùng. Đúng không ạ? Thành ra đó là một cái thị trường rất lớn đấy anh chị. Thì cái câu chuyện thành công của BC tại thị trường Việt Nam ấy thì chỉ ở trên một quy mô là khoảng 96 triệu dân thôi. Và trong số 96 triệu dân này thì chỉ có khoảng là 68 triệu người sử dụng Internet, tương đương với khoảng 65 triệu người là sử dụng mạng xã hội. Như vậy thì BC có một công cụ như vậy là data center thì cũng chỉ tiếp cận được 65 triệu người thôi. Công cụ data center là gì, đúng không? Lúc nãy Sơn chưa có nói một cách nó chi tiết về cái cách sử dụng cái công cụ này. Tức là cái công cụ này là thay vì chúng ta tự làm marketing thì chúng ta sẽ có một cái đội ngũ làm marketing thay cho mình. Và ở đây chúng ta sẽ chia sẻ cái ngân sách marketing. Thay vì chúng ta tự làm thì chúng ta có những cái chuyên gia có kinh nghiệm để triển khai hoạt động marketing ở tất cả các kênh trên mạng internet, bao gồm từ Facebook, Google, tức là tất cả các nền tảng đó chị. Và ở tất cả các nền tảng đó họ đều có một cái lượng cơ sở dữ liệu khách hàng rất lớn, đúng chưa? Và việc của mình là làm sao khai thác được cái cơ sở dữ liệu đó. Chưa kể là những cái kênh đó, và bên cạnh đó thì hiện tại ở tại Việt Nam, bên cạnh các kênh online, công ty vẫn khai thác được cái dữ liệu khách hàng từ cả các kênh offline luôn. Và ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta chia sẻ cái ngân sách marketing. Nếu như chúng ta tự đứng ra, chúng ta tự marketing thì cái ngân sách của chúng ta nó đôi khi nó quá nhỏ, các anh chị sẽ không có đủ cái khả năng để mà chúng ta có thể triển khai cái hoạt động marketing một cách nó rộng rãi trên nhiều kênh khác nhau để thu hút được một lượng khách hàng lớn, đúng không? Đôi khi cái ngân sách nó nhỏ đến mức mà chúng ta không đủ khả năng để triển khai một cái chiến dịch quảng cáo mà nó đạt cái hiệu quả. Thật ra cái cách hay nhất là gì? Chúng ta có thể tạo một cộng đồng, mỗi người chúng ta xem một cái phần ngân sách nhỏ, đúng không? Và nếu chúng ta có 1.000 người, mỗi người thì chỉ cần gần đóng góp là 100 đô thôi thì chúng ta đã có 100 ngàn đô đó, đúng không ạ? Chúng ta có 100 ngàn đô cho cái hoạt động quảng cáo, ví dụ như vậy. Xin lấy một cái ví dụ vậy, nếu chúng ta có 10.000 người thì chúng ta đã có 1 triệu đô cho cái hoạt động quảng cáo. Thì như vậy thì với cái ngân sách như vậy chúng ta có thể triển khai được cái hoạt động marketing nó hiệu quả hơn, ở nhiều kênh hơn, nó đa dạng hơn, từ online, offline và từ rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ thu được cái cơ sở dữ liệu. Và khi chúng ta thu được cái cơ sở dữ liệu thì việc của mình là sẽ tư vấn cho những cái đối tác, những cái khách hàng của mình cái sản phẩm và dịch vụ phù hợp với cái nhu cầu của họ, đúng không? Khi chúng ta chạy quảng cáo thì khách hàng người ta, khi người ta đăng ký vào cái quảng cáo của chúng ta, tức là họ có quan tâm tới cái sản phẩm dịch vụ của mình, và việc của mình là mình sẽ tư vấn cho họ
về cái sản phẩm đó. Và khi chúng ta chốt sale thành công thì chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó là gì ạ? Chúng ta có thể là gì? Xào nấu cái dữ liệu đó trở lại bằng cách là chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng nhiều hơn những cái sản phẩm và dịch vụ. Thì cái công cụ data center nó sẽ là một cái công cụ để giúp chúng ta có thể khai thác được cái cơ sở dữ liệu toàn cầu, đúng không? Nói nó một cách nó hoành tráng là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là gì, nó là một công cụ để hỗ trợ cho người dùng có thể quảng cáo được cái sản phẩm và dịch vụ đến cái cộng đồng online. Và chúng ta có thể nhìn vào một cái quy mô đó chị. Ở tại thị trường Việt Nam thì công ty BSI tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là trong năm 2021, ngay cả khi là cái dịch bệnh nó đang diễn ra, đúng không? Và cái hoạt động kinh doanh nó phát triển rất là nhanh. Và có thể khẳng định đến thời điểm hiện tại là cái mô hình kinh doanh ở tại Việt Nam là thành công. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái BSI ở thị trường Việt Nam là công ty tầm trung, nhưng mà sang năm sau thì có thể là sẽ là lọt vào top các doanh nghiệp dẫn đầu, và đặc biệt trong lĩnh vực là thương mại điện tử, và mình có một cái quy mô kinh doanh về một cái thị phần rất là lớn cho một cái thị trường hoàn rất cái quy mô rất lớn và một cái thị trường hoàn toàn mới. Nhưng mà chúng ta chỉ khai thác được xong đưa cái câu chuyện đây là gì? Cái câu chuyện thành công của WeSay nó chỉ là trên một cái quy mô là 96 triệu dân với 65 triệu người sử dụng mạng xã hội, 68 triệu người sử dụng Internet. Điều gì xảy ra nếu như chúng ta có thể khai thác một cái thị trường nó lớn hơn như thị trường toàn cầu? Chỉ riêng Facebook thôi thì có khoảng là bao nhiêu ạ? 2,5 tỷ người dùng in Facebook. YouTube chúng ta có 2 tỷ người. WhatsApp chúng ta có 1,6 tỷ người. Đúng không ạ? Và rõ ràng có rất là nhiều các cái mạng xã hội khác. Và như vậy vì 2,5 tỷ là gần như là gì gấp đôi cái dân số Trung Quốc luôn. Thì với cái quy mô như vậy thì cái thị trường toàn cầu rất là lớn. Đúng không ạ? Và nếu chúng ta khai thác được cái câu chuyện kinh doanh toàn cầu thì cái quy mô kinh doanh của BSA nó sẽ mang lại cái cơ hội cho rất là nhiều người. Ở tại thị trường Việt Nam thì cho tới thời điểm này thì gần như là cái việc mà để đáp ứng đủ được cái dữ liệu cho cái cộng đồng đại lý trong nước ấy, nó cũng là một cái thách thức các anh chị. Nó cũng là một cái thách thức tại vì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc đó là khi mà quảng cáo các anh chị hiểu là cái số lượng khách hàng nó sẽ bị giới hạn theo cái quy mô thị trường, đúng không? Thì trong một cái thị trường đó cũng chỉ có từng đó người thôi, và trong từng đó người thì chỉ có tỷ lệ nào đó họ quan tâm tới cái sản phẩm dịch vụ của mình thôi. Các anh chị đồng ý không ạ? Thành ra là gì ạ? Nó sẽ bị giới hạn lại, và như vậy thì công ty BSA tại vì thị trường Việt Nam thì cũng đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là làm sao để đáp ứng được cái dữ liệu người dùng cho các đại lý kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đó. Thì cái kế hoạch, cái lý do mà BSA muốn phát triển sang thị trường quốc tế đó là gì ạ? Chúng ta mở rộng cái cơ hội này ra hơn cho nhiều người, và bên cạnh đó là chúng ta có thể có một cái thị trường rộng hơn, chúng ta có nhiều data, nhiều dữ liệu khách hàng hơn. Là gì ạ? Chúng ta có thể đáp ứng được cái lượng khách hàng cho các cái đại lý kinh doanh đó. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể tăng một cái cơ hội giao lưu học hỏi, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt. Và thực tế đó thì đây là một trong những cái ở riêng tại thì Việt Nam thì đây là một trong những cái mong muốn, một cái ước mơ chung của cái cộng đồng kinh doanh ở tại Việt Nam. Tại vì Việt Nam mình cũng ít có cái truyền thống mà phát triển sang cái thị trường quốc tế. Thành ra là BSA hy vọng là mình là một trong những cái công ty có thể dẫn đầu cái xu hướng mới, tức là chúng ta sẽ dần dần xuất khẩu những cái gì đó nó sáng tạo hơn ra thị trường quốc tế, thay vì chỉ là hiện tại chúng ta chỉ xuất khẩu những cái sản phẩm thô thôi, đúng không ạ? Những cái sản phẩm thô rồi các cái dịch vụ gia công, cái giá trị rất thấp. Ở đây một số cái câu chuyện ở tại thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên thì Sơn đưa ra cái con số này là để các anh chị có một cái sự đối chiếu thôi. Nhưng mà ở nhìn chung thì đây là cái mức thu nhập mà của một cái công việc tay trái. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam thì nếu như các anh chị phát triển ở cái giai đoạn đầu ấy, những đại lý phát triển ở giai đoạn đầu BC, vào cái thời điểm mà cách đây 3 năm thì công ty rất nhỏ và không có gì cả, cũng xuất phát ban đầu thì BC cũng chỉ xuất phát điểm cũng chỉ là một cái nhóm kinh doanh nhỏ thôi. Nhưng mà sau khoảng 3 năm thì mới bắt đầu, tức là bắt đầu sang năm thứ hai và năm thứ ba thì mới bắt đầu là có những cái tín hiệu kinh doanh tích cực. Thì cũng có rất là nhiều đại lý tham gia vào giai đoạn đầu và sau đó họ 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 nghỉ, đúng không ạ? Nhưng mà những người mà hiện tại còn trụ lại BC cho đến thời điểm hiện tại thì cái mức thu nhập cũng như các cái chính sách về thưởng hàng năm thì rất cao so với cái mặt bằng thu nhập ở tại thị trường Việt Nam. Thì cái điều đó nó cũng sẽ xảy ra tương tự nếu như các anh chị là những người mà phát triển ở giai đoạn đầu. Đương nhiên là giai đoạn đầu nó sẽ có rất nhiều thách thức. Tuy nhiên thì cái lợi thế của BJ vào giai đoạn hiện tại là chúng ta có câu chuyện thành công ở tại thị trường Việt Nam. Chúng ta đã chứng minh được cái mô hình đó, cái mô hình kinh doanh của chúng ta nó thành công tại một cái thị trường nhất định, và cái cơ hội, cái xác suất để nó có thể thành công tại một cái thị trường khác thì nó cũng rất là cao, đúng không các anh chị hình dung ạ? Một cái mô hình đã thành công ở thị trường này rồi thì nó đã có một cái sự chứng minh rồi, thì thành ra là cái xác suất nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái thời điểm mà khi mà BC mới thành lập ở tại Việt Nam. Như vậy thì chúng ta chỉ cần lặp lại những cái công thức mà công ty đã triển khai tại Việt Nam cho cái thị trường, một cái thị trường mới. Và cái vấn đề duy nhất ở đây nó chỉ là vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa của thị trường thôi. Còn lại thì là gì ạ? Cái cách thức triển khai thì nó đã được chứng minh, đúng không ạ? Và nó đã có những cái phương pháp rất là rõ ràng rồi. Thì cái mức thu nhập, cái điểm đặc biệt của cái mô hình kinh doanh BC đó là cái mức chiết khấu bán lẻ khi mà chúng ta kinh doanh ấy thì nó rất cao. Cái lý do là các cái thương hiệu người ta không có quảng cáo nhiều, nhưng mà khi họ qua BC ấy thì là gì ạ? Họ dựa vào cái nguồn lực về việc tư vấn. Thành ra chúng ta hưởng cái thu nhập bên cạnh cái việc bán hàng, thì cái dịch vụ tư vấn nó giúp chúng ta có cái mức thu cái mức về chiết khấu nó cao hơn so với những kênh khác. Thì ở tại Việt Nam thì nó khoảng từ 25% cho tới khoảng 40%. Ngoài ra chúng ta có những cái khoản thưởng về thành tích, và ngoài ra thì có những cái chính sách về referral thì chúng ta có thể giới thiệu các cái đại lý và các cộng tác viên khác. Nó giúp cho chúng ta có thể mở rộng cái thu nhập của chúng ta không có giới hạn, đúng không ạ? Thì thông qua cái chính sách này ấy, thì cái chính sách mà giới thiệu referral ấy, thì khi chúng ta khởi động ở một cái thị trường nào đó thì cái quy mô dân số ở thị trường đó càng lớn thì chúng ta càng có nhiều lợi thế, và công ty VSA cũng sẽ có những cái chính sách để mà hỗ trợ các anh chị làm cách nào có thể tiếp cận được cái cộng đồng bản địa một cách nhanh nhất. Cái vấn đề ở đây là gì ạ? Sơn không thể ở BC thì sẽ giai đoạn này, đúng không? Giai đoạn hiện tại thì sẽ chưa có thể giúp cho các anh chị ở cái góc độ là về mặt ngôn ngữ, đúng không? Đó là cái vấn đề mà công ty đang gặp phải. Và như vậy là thời gian đầu công ty sẽ cái chiến lược là sẽ tập trung vào cộng đồng người Việt ở quốc tế, và vì chúng ta cùng ngôn ngữ, đúng không? Cùng ngôn ngữ. Thành ra là mọi người có thể tìm hiểu được cái mô hình kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam, cái cách thức triển khai mọi thứ nó rất là dễ dàng, đúng không? Và sau đó thì khi chúng ta hiểu được cái cách triển khai rồi thì chúng ta có thể mang cái mô hình kinh doanh đó sang cái quốc gia sở tại, và ở góc độ BC thì BC sẽ hỗ trợ các anh chị để hoàn tất toàn bộ các cái thủ tục pháp lý và các cái hoạt động hậu cần để đảm bảo cho cái hoạt động kinh doanh của các anh chị. Ok, cái slide này bị cũ rồi. Ok.
Rồi, Sơn sẽ nói về cái chương trình, cái kế hoạch của mình ở thị trường quốc tế đó chị nhé. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta triển khai ở một cái thị trường đó thì lúc nãy Sơn có nói về cái giải pháp về data center. Thì thực ra là tại BC thì chúng ta không gặp khó khăn trong cái vấn đề là tìm kiếm đại lý và cộng tác viên. Thời gian vừa qua thì công ty cũng đã chạy quảng cáo đến một số cái thị trường quốc tế và giới thiệu về cái mô hình kinh doanh của BC. Thì sau đó thì cũng nhận được một số cái phản ứng tích cực từ thị trường là mọi người quan tâm tới cái mô hình kinh doanh này. Đó, mọi người quan tâm đến mô hình kinh doanh này ở trên rất là nhiều cái thị trường khác nhau. Thì cũng đều đưa ra một cái nhận định đó là cái cách tiếp cận của chúng ta nó rất là mới mẻ. Thì cái vấn đề chính ở đây á, là BC sẽ cần phải trong giai đoạn đầu khi mà phát triển, Sơn xin lỗi là Sơn sử dụng cái slide này là khi mình triển khai tại vườn Thái Lan các chị nhé. Tuy nhiên thì đây là một cái chính sách chung để áp dụng cho tất cả các thị trường, đó là gì ạ? Ở giai đoạn đầu thì công ty sẽ cần tìm ra những anh chị lãnh đạo, gọi là chương trình hạt giống lãnh đạo. Thì đây là cái chương trình, nó sẽ là cái chương trình chủ lực để mà triển khai ở một cái thị trường mới. Thì cái chương trình này nó sẽ đầu tiên sẽ nói đến cái chương trình hạt giống lãnh đạo, sau đó công ty sẽ chuyển giao các cái chương trình đào tạo và chuẩn bị hậu cần và pháp lý cho một thị trường mới. Đầu tiên nói về cái chương trình hạt giống lãnh đạo, thì cái chương trình này sẽ nhằm mục tiêu là tìm ra những cá nhân xuất sắc ở một cái thị trường và làm cái vai trò đó là cái cầu nối và sẽ dẫn dắt cái thị trường này. Thì để đảm bảo cái việc đó thì công ty sẽ có rất là nhiều các chương trình hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, học hỏi, có thể tại Việt Nam, có thể là chúng ta có thể là hợp tác với các chuyên gia ở ngay thị trường bản địa để mà có những cái hoạt động cố vấn đào tạo để giúp cho những lãnh đạo tham gia ở một cái thị trường mới thì có đủ những cái kỹ năng, cái kiến thức cần thiết để có thể triển khai cái mô hình kinh doanh. Bên cạnh đó thì có những cái hoạt động để chuyển giao cái mô hình đào tạo, các cái chương trình huấn luyện ở tại thị trường Việt Nam sang thị trường quốc tế. Thì nó sẽ đi kèm các cái chính sách về lương, về thu nhập, đúng không? Lương thưởng thì ở tại thị trường Việt Nam thì mình có một cái chương trình gọi là chương trình giảng viên cộng tác. Thì ở thị trường quốc tế thì chúng ta cũng sẽ là gì ạ? Cũng sẽ có những cái chương trình như vậy, nhưng mà với cái mức thu nhập nó được điều chỉnh, nó phù hợp theo cái mặt bằng thu nhập ở từng quốc gia. Và ngoài ra thì mình có thể tham gia các chương trình du lịch, các chương trình seminar của công ty. Toàn bộ những cái hoạt động này đều là tài trợ 100%. Và công ty cũng dành một cái ngân sách, hiện tại thì công ty cũng đang dành một cái ngân sách cũng khá lớn cho các hoạt động phát triển các thị trường quốc tế. Do đó nên là bên cạnh những cái hỗ trợ này thì chúng ta có những cái hỗ trợ để các anh chị có thể phát triển thị trường. Thì ở khi mà phát triển sang một thị trường mới thì công ty sẽ tìm ra những cái đại lý rất là dễ dàng thông qua hoạt động quảng cáo anh chị nhé. Cái hoạt động quảng cáo nó có thể triển khai tại Việt Nam hoặc là thông qua một số cái agency, một số cái đối tác của công ty ở ở trên phạm vi toàn cầu. Thì tùy theo cái môi trường internet ở từng quốc gia thì công ty hoàn toàn có thể tiếp cận và giúp cho các anh chị có thể tuyển được đại lý và cộng tác viên. Thay vì là khi mà ở thị trường Việt Nam ấy thì khi mà chúng ta tự đi kinh doanh ấy thì chúng ta sẽ ban giai đoạn đầu ấy thì nó sẽ có hai việc. Thứ nhất là các anh chị sẽ bán hàng. Cái thứ hai là gì? Các anh chị sẽ tìm kiếm những cái người cộng tác, đúng không? Thay vì chúng ta phải tự làm thì giai đoạn đầu ấy khi mà các anh chị hiểu về cái mô hình kinh doanh của BC rồi thì BC có thể hỗ trợ các anh chị trong cái vấn đề là quảng cáo, tìm kiếm khách hàng. Mình sẽ không có mất quá nhiều thời gian để mà tìm cái phương pháp làm cách nào để marketing để thu hút khách hàng. Cái việc đó là
là công ty có đội ngũ mình có thể làm được. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Khi mà chúng ta có khách hàng rồi thì cái việc tư vấn và cái việc chăm sóc là các anh chị làm. Các anh chị hình dung ạ. Cái thứ hai, nếu các anh chị tuyển được một cộng tác viên, một cái đối tác kinh doanh cùng với các anh chị, thì mình sẽ có một cái quyền lợi là mình hưởng 1% nào đó trên cái doanh thu của họ. Trong cái chính sách mà công ty sẽ đưa ra. Thì cái việc mà hướng dẫn và chăm sóc cái người đó để người ta có thể làm việc được, nó đòi hỏi là gì ạ? Các anh chị phải có những cái kỹ năng và cái việc đó các anh chị phải tự làm. Ở công ty sẽ không làm thay được, bởi vì ở khi chuyển sang một cái thị trường mới thì là gì ạ? Sẽ rất là khó cho công ty có thể là gì ạ? Về nó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ các anh chị, về mặt văn hóa. Và nếu như các anh chị ở sinh sống tại cái thị trường, tại cái quốc gia đó, thì các anh chị sẽ có những cái lợi thế trong cái việc là các anh chị hiểu về ngôn ngữ, hiểu về văn hóa, và thông qua việc đó các anh chị có khả năng để có thể hướng dẫn và giúp đỡ những cái người đó có thể bán được hàng, và thông qua cái việc này thì các anh chị có thể kiếm được cái thu nhập đấy. Và cái thị trường nó càng mới, các anh chị hiểu này, một cái thị trường nó càng mới thì cái cơ hội nó càng lớn, tại vì cả một cái thị trường chưa có ai tìm hiểu và đăng ký trở thành đại lý của BC hoặc là trở thành khách hàng của BC. Chúng ta có một cái thị trường rất lớn để chúng ta quảng cáo, đúng không ạ? Khi mà sang thị trường Thái Lan chẳng hạn đi, thì mình sẽ thấy rằng là ở tại thị trường Thái Lan thì quy mô dân số là khoảng hơn 70 triệu dân, thì hoàn toàn 70 triệu dân đó là một cái thị trường rất mới, một thị trường sơ khai hoàn toàn. Và nếu như chúng ta đi từ cái bước đầu tiên thì thông qua các cái hoạt động hỗ trợ công ty thì các anh chị có thể là gì? Có thể là gì? Là những người đầu tiên để có thể khai thác toàn bộ cái thị trường đó. Cái quy mô rất là lớn, đúng không ạ? Nếu như bây giờ quay về thị trường Việt Nam thì ở tại thị trường Việt Nam thì gần như là các cái hoạt động ở BJ, các cái hoạt động hỗ trợ BJ từ kho bãi, hậu cần, marketing vân vân, mọi thứ chúng ta có cơ sở rất tốt thị trường Việt Nam. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là gì ạ? Thị trường Việt Nam thì nó lại là gì ạ? Có sau một thời gian mà khai thác thì cái quy mô chúng ta vẫn, tức là cái tiềm năng tại thị trường Việt Nam này vẫn rất lớn. Tuy nhiên thì là gì ạ? So với một cái thị trường mới thì nó sẽ không bằng, đúng không ạ? Tại vì sau một thời gian thì BC đã khai thác hoàn toàn cái thị trường, tức là chúng ta đã cũng khai thác tương đối cái thị trường này rồi, và Sơn nghĩ là chỉ trong vòng vài năm nữa thôi thì ở tại thị trường Việt Nam thì cái việc mà kinh doanh nó sẽ trở nên rất là khó khăn, bởi vì lúc đó cái thị trường nó đã bão hòa hơn rồi. Và như vậy thì sẽ các cái thị trường mà ở một cái quốc gia mới thì nó sẽ có cái tiềm năng lớn hơn. Tuy nhiên thì cái thách thức nó sẽ lớn hơn trong giai đoạn đầu. Các anh chị sẽ hiểu là nó là một cái quy luật như vậy. Thì cái chương trình này á, sẽ kéo dài trong vòng 3 tới 6 tháng, và công ty sẽ đưa ra một số cái tiêu chí để đánh giá, và sau đó sẽ sàng lọc ra những anh chị lãnh đạo và sẽ có những cái hoạt động đầu tư cho các anh chị. Ở đây là một cái thiện chí từ phía hai bên, tức là từ phía công ty và những anh chị đang sinh sống ở tại các cái quốc gia. Tức là thứ nhất là bản thân các anh chị có cái hứng thú với cái hoạt động kinh doanh với BC, đúng không ạ? Mình có cái sự cam kết và mình muốn phát triển lâu dài với công ty BC trong vòng ít nhất là 1 năm đến 2 năm. Cái thời gian nó sẽ không có nhanh được các anh chị, khi mà phát triển sang một thị trường mới thì nó sẽ không có nhanh được. Tất cả các hoạt động từ hậu cần, có thể nó hoặc hậu cần pháp lý để nó chuẩn hóa các hoạt động kinh doanh tại quốc gia sở tại, nó có thể kéo dài 1 năm 2 năm, nó tùy theo các cái quy định của mỗi mỗi một quốc gia. Thì như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự cam kết để chúng ta có thể làm việc lâu dài, và chúng ta gây dựng được cái những cái cơ sở ban đầu thì có thể nó sẽ kéo dài. Thì cái này là mình sẽ cần cái sự cam kết từ đúng không ạ, từ phía các anh chị.
Và bên đó, bên khi mà đã có sự cam kết từ phía các anh chị thì công ty cũng sẽ cam kết để đầu tư để đảm bảo rằng là chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta phát triển. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển giao các cái chương trình huấn luyện đào tạo. Mọi người có nghe rõ không ạ? Một số anh chị là bảo là không nghe rồi. Dạ, nghe rõ sao này. Ok ạ. Thì sau khi mà các anh chị đã trở thành các anh chị trở thành những đại lý đại diện đầu tiên của công ty thì bắt đầu là sẽ có các cái hoạt động về chuyển giao, các cái chương trình huấn luyện đào tạo. Như vậy sẽ giúp cho các anh chị trang bị những cái kỹ năng cần thiết. Đúng không ạ? Cái việc này là việc đại lý phải làm. Còn công ty thì công ty có thể hỗ trợ các anh chị tất cả các việc còn lại. Đúng không? Từ về mặt pháp lý, về mặt hàng hóa, về mặt marketing thì tất cả những cái vấn đề đó thì BJ có thể xử lý giúp cho các anh chị được. Nhưng mà cái vấn đề mà tổ chức cái hoạt động kinh doanh thì bắt buộc là phải là cái sự nỗ lực từ phía các anh chị. Như vậy thì cái ở tại Việt Nam thì chúng ta có một cái mô hình đào tạo rất là thành công ở tại thị trường Việt Nam, và nó cho phép thông qua cái mô hình đào tạo tại thị trường Việt Nam thì nó cho phép những người người ta hoàn toàn chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào về kinh doanh, người ta có thể dễ dàng thích nghi với cái kinh doanh BC và tận dụng thời gian rảnh sau giờ làm việc, thời gian rảnh sau thời giờ làm việc thôi, không cần nhiều, để người ta kinh doanh BC, đúng không ạ? Thì toàn bộ những cái bí quyết, những cái cách thức tổ chức sẽ được chuyển giao lại cho các anh chị từ cái ý nghĩa của từng cái chương trình đào tạo. Bên cạnh đó thì mình sẽ có những cái thảo luận để làm sao điều chỉnh cái nội dung nó phù hợp với từng từng quốc gia, và mình sẽ có thể tham khảo cái ý kiến cố vấn từ các cái chuyên gia bản địa. Bên cạnh đó thì mình sẽ có cái thời gian triển khai thử nghiệm và thu thập cái feedback, điều chỉnh nội dung để nó phù hợp với cái hoạt động kinh doanh ở từng quốc gia. Và sau đó thì công ty sẽ dự kiến khi mà chúng ta bắt đầu cái mô hình đào tạo được chuyển giao xong thì cái thời gian dự kiến ở tại mỗi quốc gia sẽ khoảng 6 tháng đến 1 năm để công ty có thể chính thức thành lập pháp nhân. Và trong cái thời gian đó thì trong cái thời gian mà từ 6 tháng đến 1 năm đó thì chúng ta cũng đã phát triển thị trường xong rồi. Cơ bản chúng ta cũng đã có một cái lượng khách hàng, một lượng đại lý và một lượng cộng tác viên. Đúng không ạ? Đó. Thì đó là cái kế hoạch cơ bản của BC tại các cái thị trường quốc tế. Và hiện tại thì công ty vẫn đang trong cái quá trình là xây dựng cái kế hoạch, và Sơn sẽ rất là cần cái sự đóng góp của các anh chị, những cái thông tin phản hồi một cách kịp thời từ các cái thị trường quốc tế sẽ đảm bảo công ty sẽ đưa ra những cái chiến lược, những cái chính sách nó hỗ trợ, nó phù hợp nhất cho cái thị trường kinh doanh của khách hàng, đúng không ạ? Và như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đảm bảo được một cái kết quả thành công nhanh nhất để mà trong thời gian ngắn nhất. Ok ạ. Thì đây là cơ bản một số cái nội dung cho cái buổi ngày hôm nay, và Sơn sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để chúng ta có thể giao lưu, đúng không ạ? Sau khi Sơn trình bày xong cái nội dung này thì chúng ta sẽ dành một cái thời gian ngắn để giao lưu và đặt câu hỏi. Thì nếu như các anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc thì chúng ta có thể đặt ngay trong cái phần cái chương trình ngày hôm nay, và nếu như có những cái có vấn đề nó dài hơn, những cái vấn đề, những cái câu hỏi nó phức tạp hơn thì có thể là Sơn sẽ sẵn sàng là sau cái buổi ngày hôm nay sẽ dành ra những cái buổi meeting, những cái buổi gặp để chúng ta có thể trao đổi cụ thể hơn về về cái kế hoạch, cái cách làm các cái chính sách. Thì các anh chị có thể là đóng góp những cái ý tưởng
để mà công ty có thể là gì triển khai một cách nó hiệu quả hơn ạ. Hàng tuần thì công ty cũng sẽ thông báo cho các anh chị cái lịch, nếu như các anh chị đăng ký trở thành đại lý của BSA ấy, thì các anh chị có thể là tham gia vào những cái lịch giao lưu hàng tuần, và trong những cái buổi đó thì chúng ta sẽ thảo luận về các cái phương pháp phát triển kinh doanh làm sao có thể hiệu quả nhất, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Ok ạ, thì bây giờ thì các anh chị có thể đặt câu hỏi để làm rõ hơn một số cái ý, một số cái ý mà khi mà chúng ta phát triển kinh doanh cùng với BC ạ. Ok ạ. Các anh chị có câu hỏi gì cho cái phần này không ạ? Sau cái chương trình ngày hôm nay nè, thì cái first step, cái bước đầu tiên mà chúng ta có thể triển khai được ngay, đó là các anh chị có thể đăng ký trở thành đại lý của BC. Đúng không? Chúng ta có thể đăng ký trở thành đại lý của BC. Thông qua cái việc là chúng ta có thể tải cái ứng dụng của BC trên App Store và CH Play về. Thì hiện tại công ty đang có đưa ra một số cái chính sách ưu đãi cho các anh chị đang sinh sống và làm việc ở thị trường quốc tế, ở các cái quốc gia, ở các ở nước ngoài. Thì các anh chị có thể đăng ký, và thông qua cái việc đăng ký như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tham gia và tìm hiểu sâu vào trong cái mô hình kinh doanh của Visa. Thậm chí là chúng ta có thể kinh doanh ngược về thị trường Việt Nam cũng được. Bằng chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng và đối tác kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam. Tại vì hiện tại ở tại thị trường Việt Nam thì cái cơ sở của chúng ta nó rất là thuận lợi cho tất cả mọi người để có thể kinh doanh. Hiện tại thì BC cũng có rất nhiều đại lý ở các quốc gia trên thế giới mà họ và vẫn đang có các hoạt động kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam. Thì Sơn hy vọng rằng là trong thời gian ngắn nhất thì mình có thể mở được cái hoạt động kinh doanh ở ngay tại cái nơi sinh sống của anh chị, thì nó sẽ thuận tiện hơn cho các anh chị rất là nhiều trong cái việc đó là phát triển kinh doanh. Ok ạ. Rồi, có câu hỏi đầu tiên, Sơn có nhận một câu hỏi đầu tiên. Rồi, một số câu hỏi nha, Sơn sẽ lọc ra một số câu hỏi các anh chị nhé, tại vì nó sẽ có khá là nhiều câu hỏi khác nhau. Rồi, câu hỏi đầu tiên là của bạn Thu Nguyễn, là hiện tại là bạn đang có nhu cầu muốn phát triển thị trường ở tại Úc. Thì theo Sơn được biết thì cộng đồng người Việt tại Úc khá là nhiều. Thành ra là sau Sơn có thể gặp bạn để chúng ta có thể trao đổi sâu hơn về cái kế hoạch phát triển ở tại thị trường Úc. Thì sau cái buổi ngày hôm nay thì Sơn nhờ các anh chị lãnh đạo thị trường Việt Nam có mời bạn bè của mình tham gia cái buổi kiên kiêu chương này, thì có thể thông qua có thể là gì sắp xếp một số cái lịch làm việc để Sơn có thể gặp gỡ các anh chị ở từng thị trường một, để sau đó chúng ta có thể có những cái thảo luận nó chi tiết hơn về cái cách phát triển, tại vì mỗi một quốc gia thì nó sẽ có cái đặc thù khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có một cái mô típ chung nhưng mà mỗi quốc gia sẽ có những cái đặc thù khác nhau, và Sơn sẽ cần cái thông tin từ phía các anh chị. Sau khi chúng ta trao đổi đầy đủ cái thông tin từ phía các anh chị thì Sơn sẽ vạch ra một cái lộ trình để làm sao chúng ta có thể triển khai cái hoạt động kinh doanh ở tại cái quốc gia mà các anh chị đang sinh sống. Thì hiện tại thì để đăng ký làm đại lý để hưởng các đăng ký đại lý và hưởng các cái chính sách ưu đãi của BC thì các anh chị sẽ cần phải các anh chị sẽ liên hệ với cái bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty ấy.
thì để chúng hoặc là các đại lý giới thiệu các anh chị tham gia vào chương trình này để mà mình đăng ký anh chị nhé. Thì bên bộ phận chăm sóc khách hàng họ sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể nhất cho cái việc là đăng ký như thế nào. Hiện tại là bạn Thường Trần ở Hà Tĩnh có hỏi về cái chi phí gửi hàng qua nước ngoài khá cao. Thì thực ra cái mục tiêu của Sơn hiện tại là Sơn muốn trao đổi với các anh chị trong cái vấn đề là chúng ta có thể phát triển cái hoạt động kinh doanh tại cái quốc gia sở tại và tập trung vào cái cộng đồng người bản địa. Tại vì cái quy mô dân số, cái quy mô người Việt Nam ở thị trường nước ngoài chỉ có khoảng 6 triệu người thôi. Thành ra với cái quy mô đó thì nó rất là nhỏ. Do đó là để mà chúng ta có thể khai thác được tối đa cái tiềm năng của cái hoạt động kinh doanh online thì bắt buộc là chúng ta phải tập trung vào cái cộng đồng người bản địa. Thì như vậy là công ty sẽ cần rất cần các anh chị trong giai đoạn đầu trong cái vai trò là cầu nối. Đúng không ạ? Và ưu tiên hiện tại là sẽ ưu tiên cho những quốc gia mà có sử dụng Facebook, sử dụng Google, tức là những cái phương tiện internet phổ biến trên thế giới. Đúng không ạ? Tại vì có một số nước thì sẽ sử dụng mạng xã hội riêng. Mà như vậy thì công ty sẽ rất phải cần một thời gian để mà xây dựng một cái đội ngũ marketing chỉnh để có thể là gì? Triển khai được cái kênh quảng cáo nó phù hợp với thị trường đó. Ví dụ như là ở tại Trung Quốc thì sẽ họ thì có một cái mạng xã hội riêng, ở tại Hàn Quốc thì có mạng xã hội riêng và ở Nhật Bản cũng vậy. Thì khi mà triển khai thì nếu mà chúng ta muốn marketing đó thì bắt buộc là gì ạ? Bắt buộc là chúng ta cần phải có một cái đội ngũ marketing am hiểu về cái môi trường internet, cái mạng xã hội ở tại các quốc gia đó. Thì thành ra là giai đoạn đầu thì công ty sẽ có thế mạnh hơn đối với những quốc gia mà có sử dụng Facebook, Google, Instagram, TikTok. Thì đó là những cái kênh mà BC có thể triển khai ngay được để hỗ trợ các anh chị tìm kiếm khách hàng. Ở thị trường nước ngoài thì các nước có múi giờ khác với múi giờ Việt Nam. Thì giai đoạn đầu ấy, các anh chị có thể gửi cho họ những cái file ghi âm cho các cái hoạt động huấn luyện tại thị trường Việt Nam để họ tìm hiểu. Và sau đó thì các anh chị có thể set up những cái buổi gặp trực tiếp với Sơn. Nó phải phụ thuộc vào cái buổi. Hiện tại thì Sơn vẫn có thể nhận được các cái lịch làm việc với cái thị trường nước ngoài các anh chị nhé. Tại vì là hiện tại thì Sơn đang dành gần như 100% thời gian cho cái kế hoạch phát triển ở thị trường quốc tế. Sắp tới thì công ty cũng sẽ tuyển thêm một số nhân sự là người nước ngoài để mà hỗ trợ cho cái kế hoạch phát triển này. Thành ra là các anh chị trong thời gian này các anh chị hoàn toàn có thể là book cái lịch họp riêng của Sơn với lại một số các đại lý. Thì cái lịch như thế nào thì mình có thể là gì liên hệ với các lãnh đạo gần nhất trong nhóm của mình để nhờ hỗ trợ hoặc là có thể inbox trực tiếp cho Sơn qua Facebook cá nhân của mình, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể tìm kiếm được cái Facebook cá nhân của Sơn rất là dễ trong cái group cộng đồng kinh doanh online. Rồi. Cho mình hỏi là nhìn nếu người Phần Lan muốn làm thị trường Phần Lan như hiện đang ở Việt Nam được nhé. Nếu là người bản địa mà đang ở Việt Nam thì có thể kết nối với Sơn. Và chúng ta có thể trao đổi trực tiếp luôn thì cái đó nó rất là thuận lợi. Nhưng mà nó phải các anh chị lưu ý rằng là cái mô hình kinh doanh của chúng ta ấy, nó sẽ rất là phụ thuộc vào cái môi trường internet ở mỗi quốc gia các anh chị nhé. Cái thị trường mà các anh chị nhắm tới thường ấy là phải là những cái thị trường mà có cái quy mô dân số lớn và người dân có thói quen sử dụng internet thì chúng ta mới có thể tiếp cận khách hàng nó một cách dễ dàng được.
Thì một số cái quốc gia ở khu vực châu Âu ấy, thì kinh tế họ rất là phát triển, nhưng có một cái nhược điểm là dân số khá ít. Thành ra nếu như mà với dân số ít như vậy thì cái ngôn ngữ mình thiết kế một cái hoạt động quảng cáo trên một cái quy mô dân số nó thấp á, thì cái cơ hội của mình nó sẽ rất là hạn chế. Nên là mình sẽ cân nhắc đối với một số cái thị trường mà quy mô dân số nó tương đối thấp. Thì cái này có thể là chúng ta sẽ thảo luận với nhau các anh chị nhé. Hiện tại thì cái giai đoạn đầu ấy, Sơn có một cái chia sẻ ở đây là cũng muốn thảo luận với các anh chị là trong trong giai đoạn đầu ấy thì nó sẽ trong giai đoạn đầu ấy thì mình sẽ hàng hóa thì để các anh chị muốn trải nghiệm thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải nhập từ Việt Nam sang, đúng không ạ? Có thể là nhập từ dạng sách tay. Nhưng mà mình lưu ý rằng là cái chiến lược của BC ấy là mỗi một thị trường thì có thể là hợp tác với những nhà cung cấp khác nhau, những cái đối tác khác nhau, và mình sẽ tìm những cái sản phẩm nó phù hợp với cái thị trường đó. Khi mà công ty triển khai hoạt động kinh doanh đến một cái thị trường nhất định thì Sơn sẽ mong muốn là hợp tác với các doanh nghiệp tại thị trường đó. Và nếu như các anh chị ấy có mối quan hệ hoặc là có những cái đối tác là các cái doanh nghiệp thương mại hoặc là sản xuất tại một cái quốc gia nào đó thì muốn tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh BC thì công ty cũng sẵn sàng để mà trao đổi trong cái vấn đề hợp tác. Trong giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ cần một cái doanh nghiệp trong cái vấn đề là mở rộng, làm một cái kênh để mà chúng ta làm một cái kênh dẫn sản phẩm trong giai đoạn đầu. Bên cạnh những cái doanh nghiệp ở tại thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Có thể là sản phẩm nó phù hợp thị trường Việt Nam nhưng mà có thể là nó không phù hợp với ở một số cái thị trường khác, nên mỗi một cái thị trường thì có thể chúng ta sẽ kinh doanh các cái sản mặt hàng nó khác nhau. Các anh chị lưu ý là như vậy. Ok ạ. Thành ra là ở thị trường nước ngoài thì thị trường về vấn đề về kho bãi, về kho vận chuyển thì giai đoạn đầu ấy, nếu các anh chị muốn trải nghiệm các sản phẩm tại thị trường Việt Nam thì các anh chị có thể đặt hàng từ thị trường Việt Nam. Thì cái chính sách cụ thể các anh chị có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để mà được tư vấn một cách cụ thể. Bên cạnh đó thì Trường Sơn cũng đang trao đổi với một số nhà cung cấp mà có kết quả kinh doanh tốt tại thị trường Việt Nam về cái kế hoạch để họ có thể triển khai sang các quốc gia khác. Thì tất cả các nhà cung cấp hiện tại thì đều rất là hưởng ứng với cái kế hoạch kinh doanh này. Tuy nhiên thì nó còn phải phụ thuộc vào cái thị hiếu của từng thị trường nữa. Thì có thể mỗi một cái thị trường sẽ có những cái nhu cầu với cái thị hiếu khác nhau. Thì chúng ta sẽ tìm ra những cái đơn vị cung cấp nó phù hợp cái gì nhé. Đấy. Thì ở cái việc mà hợp tác với BC thì nó có hai cái phương thức hợp tác. Một là các anh chị hợp tác ở góc độ là đại lý, hai là các anh chị có thể hợp tác ở góc độ là nhà cung cấp. Và với hai cái vai trò này thì vai trò nào cũng đều rất thuận lợi khi chúng ta triển khai trong giai đoạn đầu. Khi các anh chị đăng ký làm đại lý và phát triển giai đoạn đầu ở một cái quốc gia nào đó và cái quốc gia đó có tiềm năng với mô hình kinh doanh BC thì gần như là chúng ta có thể tiếp cận được toàn bộ cái thị trường đó, đúng không? Chúng ta có cái tiềm năng để mà tiếp cận khai thác được gần như là toàn bộ thị trường trong giai đoạn đầu. Và với một cái đơn vị cung cấp mà đồng hành với BC trong giai đoạn đầu thì cái khả năng là cái doanh thu của cái sản phẩm đó về sau sẽ chiếm cái tỷ trọng rất cao trong cái doanh thu của BC ở tại một cái thị trường nào đó. Thì cái này nó cũng đã đây là một cái việc mà nó đã xảy ra ở thị trường Việt Nam. Với những nhà cung cấp đầu tiên của BC
trong giai đoạn đầu và họ đồng hành sát với công ty, thì cho đến nay thì cái doanh thu của họ cũng chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái danh mục, trong cái doanh số của công ty. Và bên cạnh đó thì cái cơ hội để mà có thể hợp tác sang những cái thị trường khác nhau, thì kể cả là một số cái công ty, ví dụ như các anh chị có thể là để cho các nhà cung cấp người ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về BC, thì chúng ta có thể là đàm phán một cái chương trình đó là họ có thể kinh doanh ngược sang Việt Nam để tìm hiểu cái mô hình của BC, sau đó có thể triển khai ngược lại quốc gia của họ. Thành ra đó là một trong những cái mà một trong những cái ý tưởng mà Sơn đưa ra thôi. Còn về thực tế thì sẽ dựa trên cái việc là chúng ta sẽ trao đổi và đàm phán để chúng ta có những cái hợp tác tốt nhất với những cái doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm nó thật sự là chất lượng, đúng không ạ? Ở tại BJ thì nó cũng sẽ phải có một số cái tiêu chí trong cái việc là lựa chọn đơn vị cung cấp. Cái sản phẩm nó phải có cái điểm độc đáo, tại vì mô hình chúng ta là mô hình kinh doanh thông qua cái việc là tư vấn, đúng không? Chúng ta gặp khách hàng, chúng ta tư vấn, thành ra cái sản phẩm nó phải có những cái điểm độc đáo thì nó mới thuận lợi cho đại lý chúng ta trong cái vấn đề là chúng ta bán hàng. Hiện tại thì cái việc đăng ký anh chị sau buổi này các anh chị có thể tải app và các chị đăng ký được ngay. Cái chính sách đăng ký cụ thể thì các anh chị có thể nhờ cái người giới thiệu anh chị tham gia cái chương trình ngày hôm nay để mà giúp các anh chị đăng ký, hoàn thành các cái thủ tục đăng ký tại thị trường Việt Nam đó chị nhé. Và trong thời gian này nè thì các anh chị có thể triển khai kinh doanh ngược về thị trường Việt Nam. Nếu như các anh chị là người Việt, mình có thể mình biết tiếng Việt thì mình có thể thể triển khai kinh doanh ngược về thị trường Việt Nam. Cái mục đích chính ở đây ấy, không phải là kiếm tiền hay gì cả. Nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng cái chính là Sơn rất là mong muốn là các anh chị hiểu cái mô hình kinh doanh của BJ tại thị trường Việt Nam. Khi mà một khi các anh chị đã thấm được cái mô hình kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam rồi thì nó sẽ rất là thuận lợi để sắp tới công ty khi mà triển khai sang thị trường 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 của các anh chị ấy, thì các anh chị đã có một cái basic rồi, tức là một cái nền tảng rồi, thì như vậy thì rất là dễ để mà công ty có thể là gì, training và đào tạo để giúp cho các anh chị có thể mở rộng thị trường nó nhanh hơn ở tại quốc gia của các anh chị đó. Chỉ cần là chúng ta đổi cái ngôn ngữ qua thôi, đúng không? Còn lại ấy, là khi mà hợp tác visa ấy, thì nó sẽ không có đòi hỏi cái đặc biệt khi mà các anh chị làm việc visa ấy, là nó sẽ không có đòi hỏi là các anh chị phải có một cái background, tức là có một cái gọi là mình có địa vị hoặc là mình có tài chính hoặc là mối quan hệ, cái việc đó nó không cần thiết, đúng không? Sơn chỉ cần các anh chị có kỹ năng và sự cam kết thôi. Chỉ cần kỹ năng của anh chị tốt, tức là cái khả năng các anh chị có thể giao tiếp bằng cái ngôn ngữ bản địa tốt, kết hợp với cái khả năng thuyết trình trước đám đông bằng cái ngôn ngữ ở tại quốc gia đó. Cái đó nó sẽ chiếm khoảng 80 đến 90% cái mức độ thành công của anh chị. Còn lại tất cả các việc mà từ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, cái tìm kiếm đối tác thì các anh chị thì công ty BC có thể hỗ trợ hoàn toàn được cho các anh chị trong giai đoạn đầu. Đấy, nên là cái yếu tố về Sơn nó nhấn mạnh ở đây là cái yếu tố mình không cần phải quá ngại rằng là mình có thể, khi mà nói đến cái thị trường phát triển, thị trường quốc tế thì mình không phải cần phải quá lo rằng là tôi hiện tại tôi không có nhiều tài chính, tôi không có nhiều mối quan hệ ở cái thị trường này, tôi cũng không có biết cái cách làm sao để marketing ở thị trường này. Cái việc đó nó không quan trọng cái gì, cái việc đó nó không quan trọng. Sơn muốn nhấn mạnh cái chỗ này trong trong hầu hết cái buổi gần đây Sơn chưa có nhấn mạnh cái ý này. Thì nhiều khi mình đăng ký mình còn có nhiều cái sự lo lắng, nhưng mà thực ra thì cái việc đó là việc mà công ty có thể làm được. Chỉ cần cái khó ở đây là gì ạ, làm sao Sơn biết là khi mà Sơn hợp tác với các anh chị thì cái việc mà chúng ta đầu tư, tức là công ty chắc chắn sẽ bỏ ra một cái lượng ngân sách rất lớn để đầu tư cho cái hoạt động kinh doanh của các anh chị ở tại cái quốc gia đó, thì làm sao Sơn biết rằng các anh chị có cam kết với công ty trong một cái thời gian đủ dài? Tại vì trong thời gian đầu thì Sơn khẳng định cái câu chuyện là chúng ta sẽ có những cái khó khăn,
đúng không? Như cái cách mà BJ đã từng phát triển thị trường Việt Nam, nhưng mà thời điểm đó là Sơn là đi từ hai bàn tay trắng ở thị trường Việt Nam các anh chị. Sơn phải là hai bàn tay trắng ở thị trường Việt Nam, Sơn cũng không có mối quan hệ và cái đội ngũ của Sơn cũng không có, và hoàn toàn để tìm kiếm khách hàng Sơn đều phải thông qua internet và tự bỏ từng đồng tiền túi ra để mà phát triển cái hoạt động kinh doanh này. Nó khó khăn hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đã có ngân sách, chúng ta có nguồn lực, và sắp tới thì Sơn cũng sẽ tuyển một cái số nhân sự là người nước ngoài, đúng không? Để hỗ trợ cho các anh chị ở từng ở từng quốc gia. Thành ra cái vấn đề ở đây là gì? Nó không có cần là về mối quan hệ. Cái đó giai đoạn đầu ấy. Giai đoạn về sau thì có thể là gì ạ? Giai đoạn về sau này cái yếu tố đó nó có thể quan trọng, nhưng mà giai đoạn đầu thì gần như không cần thiết. Tại vì nếu như các anh chị sống ở một cái thị trường mà ở đó có khoảng tầm là 20 triệu dân thôi, 30 triệu dân, giống như 20 mấy triệu dân như ở Đài Loan thôi, thì cái thị trường đó là quá lớn rồi. Thị trường nó quá lớn để mà chúng ta có thể tìm ra được những cái đối tác khách hàng. Và từ khi mà Sơn nói cái câu chuyện ở tại thị trường Việt Nam này, Sơn muốn chia sẻ với anh chị luôn, tranh thủ một ít thời gian, đúng rồi, chia sẻ với anh chị luôn. Cái thời điểm đó là mình cũng không là gì ở thị trường Việt Nam, Sơn có thể nói với các anh chị vậy. Sơn là một cái có thể gọi là nothing ở thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Không phải là một người quá nổi tiếng, không phải là một người quá thành công, có một cái background rất là lớn, chỉ rất là đơn giản thôi. Mình có một cái ý tưởng, mình có cách triển khai, đúng không ạ? Mình có một công thức, và giai đoạn đầu khi mình triển khai, mình không có văn phòng hoành tráng, mình không có công ty, mình không có nhiều sản phẩm đó chị. PC vào thời điểm đó kinh doanh đúng 7 sản phẩm, và chúng ta chỉ là vào thời điểm đó chúng ta chỉ là một nhà phân phối của một cái công ty vô danh trên thị trường thôi. Tại sao muốn nói cái câu chuyện đó? Một công ty vô danh trên thị trường thôi. Và nếu như mà phải nói là gì ạ? Lúc đó cũng chẳng khác nào là chúng ta phát triển một cái thị trường hoàn toàn mới. Chỉ có điều là có một cái khác, có một cái lợi thế hơn là gì ạ? Sơn biết tiếng Việt và hiểu cái văn hóa người Việt, thế thôi. Cái chỗ đó là hết. Chúng ta không có lợi thế gì về mặt ngôn về về mặt pháp lý, về mặt nguồn lực, tất cả mọi thứ đều không có. Thì từ cái nhóm kinh doanh là rất là nhiều những cái người trẻ không có mối quan hệ, không có gì cả. Thì sau đó thông qua internet thì tiếp cận đến những cái tầng lớp cao hơn, những cái chủ doanh nghiệp, những cái người học thức cao, có địa vị trong xã hội, và sau đó hình thành một cái cộng đồng bán hàng tại thị trường Việt Nam. Và sau đó thì trong vòng 3 năm thì chúng ta phát triển trở thành cái doanh nghiệp hàng đầu về cái mô hình kinh doanh này tại thị trường Việt Nam. Hiện tại chúng ta có 5 doanh nghiệp cũng đang phát triển cái mô hình kinh doanh này. Thì Sơn nghĩ là nếu các anh chị phát triển ở thị trường nước ngoài ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại cái câu chuyện này. Chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại cái câu chuyện này. Với mọi cái, tức là chúng ta đã có tất cả những cái thứ mà ở tại thị trường Việt Nam đã được chứng minh, đúng không? Thì chúng ta chỉ việc là gì, nghiên cứu tìm hiểu, và chúng ta có thể bắt đầu chúng ta triển khai. Thì như vậy là gì, Sơn tin là cái sự phối hợp nó sẽ mang lại cái kết quả, và chắc chắn là gì ạ, chúng ta sẽ thực hiện được trong cái giai đoạn hiện tại, bởi vì nó có chúng ta đang có rất là nhiều những cái sự thuận lợi trong giai đoạn hiện tại. Thành ra là cái điều mà công ty Sơn nhấn mạnh một lần nữa là cái điều mà công ty quan tâm nhiều nhất đó là cái kỹ năng, đúng không? Cái kỹ năng, và cái số 1 đó là cái sự cam kết. Thậm chí ngay cả kỹ năng thì mà cũng có thể training được, mà nó có thể đào tạo, nó có thể phát triển lên được. Nhưng cái sự cam kết trong một cái thời gian đủ dài, phải cần một sự kiên trì trong một thời gian đủ dài, cho đến cái công ty có thể triển khai được cái hoạt động kinh doanh ở tại quốc gia đó, thì nó sẽ cần cái sự kiên nhẫn của anh chị trong thời gian đầu, đúng không ạ? Thì chỉ cần là chúng ta có được cái việc đó rồi thì hai bên sẽ có cái sự tin tưởng lẫn nhau, thì công ty sẽ sẵn sàng tuyển nhân sự ở ngay tại quốc gia đó để hỗ trợ cho các anh chị. Nếu các anh chị gặp cái trở ngại về cái vấn đề đó là ngôn ngữ, thì mình sẽ có những cái nhân sự để hỗ trợ cho các anh chị ở tại cái thị trường đó.
Thứ hai là gì ạ? Là có thể tổ chức để đào tạo, để huấn luyện cho các anh chị những cái kỹ năng cần thiết. Và mình không cần thiết là phải dùng nhân sự tại thị trường Việt Nam, mình có thể làm việc với ngay các chuyên gia ở ngay cái thị trường bản địa đó luôn. Thành ra chúng ta có rất là nhiều các phương án để chúng ta triển khai các anh chị. Nên là cái thị trường hiện tại, thị trường toàn cầu nó có cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái công cụ trên thị trường mà chúng ta hoàn toàn có thể là gì khai thác để sử dụng trong cái vấn đề là chúng ta phát triển. Nhưng mà nó cần cái sự tin tưởng, đúng không? Tin tưởng hợp tác. Nên sau cái buổi này Sơn đề nghị các anh chị là hãy ngay lập tức là đăng ký trở thành đại lý của BCA và dành ra một cái khoảng thời gian để mà tìm hiểu nó. Và sau đó, sau sau cái buổi này, Sơn hy vọng là có thể gặp lại các anh chị trong rất là nhiều những cái buổi họp khác để mà chúng ta thảo luận về cái chiến lược phát triển kinh doanh ở thị trường quốc tế. Và thông qua những cái quá trình làm việc chung với nhau thì Sơn sẽ đưa ra cho các anh chị những cái hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhất, phù hợp nhất với cái nơi mà các anh chị đang sinh sống. Ok nhé, tức là mình không có lo lắng gì về cái chuyện đó, đúng không? Chúng ta không có lo lắng là ở chúng ta là người Việt, có nhiều không biết các anh chị có bị vê vướng cái suy nghĩ đó không, tức là ở chúng ta suy nghĩ ở chúng ta là người Việt, Việt Nam, da vàng, đôi khi chúng ta sinh sống làm việc ở một quốc gia rất là xa lạ như vậy, nhiều khi cái tiếng nói của chúng ta nó trong cộng đồng nó không đủ lớn, chúng ta không có đủ cái tầm ảnh hưởng, nhiều khi cái mối quan hệ chúng ta không có, thì làm sao chúng ta có thể phát triển được một cái kinh doanh lớn? Cái chuyện đó nó không cần thiết. Cái kinh doanh online nó sẽ cào bằng hết tất cả những cái trở ngại về mặt mối quan hệ, về mặt địa vị, về mặt tài chính. Cái đó là cái mà chắc chắn. Sơn có thể khẳng định với các anh chị cách rất là chắc chắn. Ok ạ. Mình sẽ chốt lại ở đây các anh chị nhé. Chúng ta sẽ chốt lại ở đây và Sơn hy vọng là chúng ta sẽ có những cái buổi gặp tiếp theo để chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn. Hôm nay là cái nội dung cũng đang trong, tức là các anh chị cũng thông cảm là cái nội dung mà để mà giới thiệu cái mô hình kinh doanh cho thị trường quốc tế thì nó vẫn đang hoàn thiện. Thành ra là có một số cái thiếu sót về mặt nội dung thì các anh chị có thể bỏ qua, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có tiếp tục có những cái chương trình về sau. Và các anh chị nếu mà các anh chị có những đối tác là người Việt Nam ở thị trường nước ngoài thì có thể giới thiệu cái chương trình này. Một số anh chị có request một cái nội dung đào tạo chia sẻ bằng tiếng Anh, chia sẻ bằng tiếng Anh thì cho phép Sơn được hẹn các anh chị lại trong tháng 11. Chắc chắn có thể là trong sang tháng 11 hoặc tháng 12. Nếu như cái yêu cầu đủ nhiều thì công ty sẽ tổ chức một cái chương trình thuyết trình bằng tiếng Anh hoàn toàn, đúng không? Nếu như các anh chị có những cái đối tác mà họ quan tâm mà có thể nghe và hiểu được bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình như vậy. Đương nhiên là Sơn sẽ chọn một cái người sẽ giỏi hơn mình để mà có thể chuyển tải các nội dung nó một cách nó dễ hiểu nhất đến cho tất cả các anh chị. Rồi, ok ạ, xin chào các anh chị và chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình ở đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời Recording gian stopped. để lắng nghe.